Tại Hải Dương, đoàn đã tiến hành kiểm đếm tại các địa điểm thuộc các phường An Lưu, Hiệp An và Minh Tân, thị xã Kinh Môn. Đại diện các ngành chuyên môn tham gia đoàn thực hiện đánh giá hiện trạng tang vật, các yếu tố tác động môi trường, hao hụt tự nhiên. Cụ thể, 24 phương tiện máy móc đã được nhận bàn giao từ Cục Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, đồng thời ký kết hợp đồng biên bản bàn giao cho đơn vị tiếp nhận trông giữ. Đối với tang vật là than tại 3 bãi tập kết, do khối lượng lớn không thể kiểm đếm chi tiết, đoàn công tác đã tiến hành giao nhận căn cứ quyết định 3740 của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao với khối lượng gần 25.000 tấn. Như vậy, đoàn công tác đã hoàn thành việc tiếp nhận toàn bộ tang vật gồm 90 thiết bị máy móc trên 1,65 triệu tấn than theo quyết định của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Quá trình thực hiện đảm bảo đúng quy định trước sự giám sát của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh.